Chào bác sĩ ạ. Xin chào Jin New, xin chào các độc giả của Jin New. Tôi là bác sĩ Trương Hữu Khanh, hiện nay tôi vẫn là cố vấn của khoa nhiễm Jin New 1 và là cái ban chỉ đạo về chống dịch Covid của bệnh viện Jin New 1. Như mọi người đã biết thì cái biến chủng Delta nó đang xuất hiện khá nhiều ở tỉnh thành phố ở Việt Nam hiện nay. Thì bác sĩ có thể cho biết là hiện nay thì liệu cái tốc độ lây lan và cái độc lực của cái biến chủng Delta này nó khác gì so với các biến chủng trước không ạ? Khi mà chúng ta nghe tới chủng Delta đó thì chúng ta sẽ thấy nó lây thêm, thì đó là một cái hình thức hết sức là bình thường, cái hiện tượng hết sức bình thường của virus. Bởi vì khi mà một con virus đó, nó được chuyển từ động vật hoang dã sang người ta thì xu hướng những cái biến chủng của nó sẽ lây ngày càng nhiều, ngày càng dễ, bởi vì nó sẽ thuần với con người. Cho nên nếu sau này có một chủng nào đó lây mạnh hơn chủng Delta thì chắc chắn cái chủng đó nó sẽ thống lĩnh toàn bộ thế giới. Cho nên lúc đầu chúng ta thấy cái chủng Delta này nó xuất hiện ở Ấn Độ, sau đó nó xuất hiện ở Việt Nam mình, và nó chỉ rải rác từng vùng thôi, nhưng bây giờ nó đã khống chế toàn thể cái nước Việt Nam của mình, và cũng có thể nói là trên thế giới tất cả là chủng Delta hết. Thứ hai, khi nói về độc lực đó, thì đa số về lý thuyết thì một con virus từ hoang dã nó độc lực mạnh hơn nhiều so với một con virus của người, và khi nó thuần với người thì độc lực đó sẽ giảm đi. Tuy nhiên một điều không may, khi nó thuần với người thì nó sẽ lây rất nhanh, và khi lây rất nhanh như vậy thì sẽ cùng lúc rất là nhiều người bệnh, và rất là nhiều người bệnh dù là độc lực nó kém thì cái số ca tử vong trên cái tỷ lệ đó đếm số nó sẽ rất nhiều cùng một lúc. Do đó chúng ta sẽ phải lãnh hậu quả nếu chúng ta để nó lây nhanh và nhiều người bị quá, thì chắc chắn là số ca nặng sẽ nhiều, và số ca nặng nhiều sẽ áp lực lên cái hệ thống y tế, chứ không phải do độc lực của virus này nó mạnh hơn trước. Thế thì cũng theo những hướng dẫn mới của Bộ Y tế, cái virus biến chủng Delta này nó đã có sự tồn tại ở trong không khí. Bác sĩ có thể lý giải rõ hơn một chút về cái vấn đề này và cái cơ chế lây nhiễm của biến chủng Delta hiện nay được không ạ? Khi chúng ta nói về virus nó tồn tại trong không khí thì tất cả con virus nó đều có thể tồn tại trong không khí. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là không khí nào, thời gian bao lâu mới là quan trọng. Chúng ta nói virus có thể ở trong không khí nhưng không thể lây qua không khí. Bởi vì khi chúng ta định nghĩa qua lây qua không khí có nghĩa là không khí đó di chuyển từ vùng này sang vùng khác, mang theo virus lây cho người khác. Cũng giống như virus lây qua đường nước thì tác nhân gây bệnh nó tồn tại trong nước của vùng này, của con sông này, nó chuyển đi cái vùng khác của con sông, người khác múc lên uống và nó lây, mới gọi là đúng là lây qua đường nước. Còn khi chúng ta nói là virus có tồn tại trong không khí một thời gian nhất định, điều đó là bất di bất dịch. Thông thường con virus hoang dại COVID-19 khi mà nó còn hoang dại thì nó tồn tại trong cái vùng lạnh, đặc biệt là dưới 4 độ, nó cũng có thể tồn tại cả tháng. Nhưng điều may mắn lúc đó thì cái nồng độ của nó trong cái giọt bắn có thể thấp hơn, và cái nồng độ của giọt nắng thấp hơn thì chỉ cần nhiều thì cần nhiều giọt bắn người đó mới mắc bệnh. Nhưng bây giờ có khả năng rất nhiều là cái nồng độ trong một giọt bắn của con virus đặc chủng Delta này nó nhiều hơn nhiều so với lúc trước, cho nên không cần nhiều giọt bắn người ta hít phải vẫn có thể mắc bệnh. Thứ hai, một không khí tù và lạnh thì cái không gian đó làm cho cái giọt bắn nó sẽ rớt rất là chậm xuống đất, và khi nó rớt chậm và nó cần ít, cho nên nếu một người nào đó bước vào trong cái phòng đó mà dù có một mình trong phòng nhưng trước đó có một người nào đó mắc bệnh phát ra rất là nhiều giọt bắn, dù nó rớt xuống nhưng vẫn còn, thì người đó không mang khẩu trang sẽ hít phải cái virus. Cái lượng giọt bắn của cái người mà mang virus đó, bây giờ nó không phải ho hay là hắt hơi mà chỉ cần nói chuyện thôi, thì cái những cái giọt bắn từ nước miếng nó văng ra và nó tồn tại tích tắc trong cái không gian đó. Nếu mình tiếp xúc trực tiếp với người đó mà mình lại không mang khẩu trang, và đặc biệt là cả hai không mang khẩu trang đúng, thì chắc chắn là hít phải mình sẽ bị thôi. Cho nên mình mới thấy là trong đám đông lại rất là dữ, dù là ngoài trời nắng nhưng mà do mình tiếp xúc quá gần mặt nhau đi thì chắc chắn là nó dữ. Và thứ ba là cái con virus này cái thời gian ủ bệnh của nó ngắn lại, cho nên một người đang bị vừa mới lây cho người thứ hai lúc trước phải 5-7 ngày, nhưng bây giờ có thể 1-2 ngày nó đã lây cho người thứ ba rồi.
thời gian nó rút lại được. Một cái bây giờ chúng ta phải chú ý đó là cái cách lây của nó không phải đơn giản là cái bộ mặt của mình không, cái vùng mũi họng không, mà hiện nay cái khả năng lây qua trung gian nhiều hơn trước, trung gian bàn tay nhiều hơn trước. Lúc trước chỉ những người nào sống trong một môi trường rất nhiều virus thì cái bàn tay dễ bị nhiễm hơn, nhưng bây giờ nếu mà không gian chật hẹp hoặc là không gian lạnh thì cái những mặt bám của mình á, cái bề mặt của mình á, nó có virus mà tay mình đụng vào đó xong mình đưa lên mặt thì nó sẽ lây. Vậy thì với cái sự lây lan và cái khả năng lây lan mạnh và nhanh như vậy thì không biết là những cái biện pháp phòng chống dịch, phòng chống nhiễm virus của người dân thì hiện nay với biến chủng này có khác gì so với các biến chủng khác không ạ? Xét về lý thuyết thì nó không khác, nhưng cái sự chặt chẽ nó phải kỹ hơn. Ví dụ như chúng ta nói 5K, chúng ta nói 5K thì ai biết 5K, nhưng 5K bây giờ không phải đơn giản là mang khẩu trang, là rửa tay, là không tụ tập, là giãn cách, là khai báo y tế. Và chúng ta phải nhớ là khẩu trang là luôn luôn đúng khi mình tiếp xúc với bất cứ người nào. Nếu cả hai cùng mang khẩu trang đúng, giữ khoảng cách 2 mét thì rất khó lây. Thứ hai là rửa tay, là phải rửa tay thật đúng, đặc biệt là lúc mà mình cầm nắm vào cái vùng cái vật gì đó, đặc biệt là vật đó trong cái khu vực rất là lạnh và kín là mình phải rửa tay. Thứ ba là giãn cách, có nghĩa là giãn cách thật, mình không thể ỷ y là bây giờ tích tắc một cái không cần giãn cách. Nếu trong lúc mình tích tắc mà mình không cần giãn cách mà một trong hai người và thậm chí là hai người mang khẩu trang sai, chắc chắn nguồn lây nó có thể nhảy từ người này qua người khác. Thứ ba là không tụ tập, nghĩa là đúng nghĩa không tụ tập, chứ không phải vì lý do là mình tấp vô cái chỗ nào đó để mình mua thức ăn, mua gì đó, mình thấy hơi đông một chút mình cũng tiếp tục mua cho xong, thì điều đó rất là nguy hiểm. Và không tụ tập, không tụ tập phải cương quyết là không tụ tập trong hàng xóm, trong họ hàng và trong cơ quan, thì nó phải nghiêm ngặt như vậy đó. Còn khai báo y tế thì nó không có gì mới cả, chúng ta vẫn khai báo bình thường. Cũng có một số người họ cũng có thắc mắc về việc là liệu cái biến chủng mới thì cái hiệu quả của cái khẩu trang y tế và khẩu trang vải nó có bị thay đổi hay không, và liệu chúng ta có cần sử dụng cái khẩu trang N95 hay không? Thứ nhất á, khi chúng ta nói cái biến chủng này nó có lây cỡ nào đi nữa, nhưng con virus này không thể tự nó tồn tại trong không khí một mình nó mà nó chui qua khẩu trang được, mà nó phải thông qua cái giọt bắn. Và cái giọt bắn đó người ta đã nghiên cứu rồi, nếu mình mang khẩu trang vải mà chống thấm, nếu mình mang khẩu trang y tế đúng thì cũng cản được tất cả các giọt bắn. Cho nên mình không cần thiết phải sử dụng cái N95 khi mình sinh hoạt bình thường. Và nếu chúng ta chú ý cái chủng này đó, nó phải chính xác ở chỗ là chúng ta phải mang khẩu trang rất là đúng. Bởi vì nếu tích tắc chúng mang khẩu trang không đúng, chỉ cần một giọt bắn lọt qua cái vùng đó thôi là nó sẽ lây bệnh. Thì mang khẩu trang đúng là sao? Nghĩa là khẩu trang đó phải luôn luôn bịt đủ mũi và cằm. Nếu chúng ta để hở mũi thì rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta hở luôn cả mũi miệng tích tắc trong giây phút nào đó, kéo lên kéo xuống thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị lây. Chứ không phải lỗi của khẩu trang vải và lỗi của khẩu trang y tế. Bây giờ chúng ta bàn về khẩu trang N95. Khẩu trang N95 là cái khẩu trang nó sẽ ngăn kỹ hơn cái khẩu trang vải hay là khẩu trang y tế. Chỉ để làm gì? Để khi mà cái người đó trực tiếp chăm sóc bệnh nhân F0 thì cái khoảng cách giữa họ với bệnh nhân F0 rất là gần. Và sẽ có những lúc họ sẽ sử dụng những cái biện pháp điều trị mà tiếp xúc rất là gần, và lúc đó trong cái môi trường đó có thể họ sẽ sử dụng những cái thủ thuật để làm cho cái phổi người ta bớt đi, thì lúc đó khả năng của cái giọt bắn nó có rất là nhiều. Và trong suốt quá trình làm việc thì có những lúc họ sẽ đưa tay đưa chân làm sao đó ảnh hưởng tới khẩu trang, cho nên người ta mới sử dụng khẩu trang N95 cho cái lúc mà chăm sóc trực tiếp bệnh nhân, chứ không phải là mang khẩu trang 95 để đi ra ngoài đường. Và chúng ta biết khi chúng ta mang khẩu trang N95 mà đi ra đường, nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Tại vì N95
mà đi ra ngoài đường thì có lúc chúng ta rất là ngộp. Và khi chúng ta ngộp như vậy đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ tháo ra. Mà lúc tháo ra đó là lúc nguy hiểm nhất. Trong khi chúng ta mang khẩu trang vải, hệ thống y tế thì nó đủ ngăn giọt bắn, nhưng mà nó đủ được cái không khí. Có một số ý kiến cho rằng thì hiện nay chúng ta nên tẩm dầu gió hay là sát khuẩn ở cái khẩu trang đó để đảm bảo cái an toàn. Thì bác sĩ đánh giá là cái việc làm này có cần thiết không ạ? Chúng ta biết á, là những cái tinh dầu á, thì nó có thể diệt được một vài cái tác nhân gây bệnh. Nhưng cái tinh dầu đó chắc chắn nó sẽ bốc hơi. Và khi nó bốc hơi đi thì chắc chắn là cái chỗ đó không còn tác dụng của tinh dầu nữa. Cho nên nếu mình tẩm vô thì được lúc đó thôi. Và khi nó bốc hơi đi nó không được lợi bao nhiêu. Không lẽ bây giờ mình cứ tẩm tinh dầu suốt 24/24 thì chắc chắn là cái phổi mình không chịu nổi. Cho nên tẩm tinh dầu cũng không có tác dụng gì cả. Và chúng ta nhớ là cái khẩu trang mình mang đúng á, mình mở đúng á, mình xài đúng á là nó đủ rồi. Và hiện nay chúng ta có thể thêm được một cái nữa, đó là cái tấm che giọt bắn. Cái tấm che giọt bắn này nó khá là an toàn cho cái người mang khẩu trang. Là bởi vì sao? Trong lúc mình mang khẩu trang, mình hay có thói quen đưa tay lên mũi. Và khi mình có cái tấm che giọt bắn, khi mình đưa lên, biết à, không có nên đưa lên, tại cái tấm che giọt bắn nó cản này rồi. Thứ hai, khi mình tiếp xúc mặt với mặt, thì có những lúc cái người kia, cái người đối diện mình, họ kéo khẩu trang xuống hồi nào mình không hay. Thì có lý do gì đó thì lúc đó họ nói họ văng vô cái mặt của mình, vùng mặt của mình, thì lúc đó là mình lại chùi xuống. Cho nên cái tấm dây bắn nó sẽ cản tất cả những cái gì đi tới bất ngờ trước mặt mình thì nó sẽ an toàn hơn, cho nên không cần phải cái dầu gió gì hết. Thế thì ở trong thời điểm này thì bác sĩ có một cái lời nhắn nhủ hay một cái lời khuyên nào dành cho tất cả người dân một cách tổng quan nhất để có thể là chúng ta nhanh chóng vượt qua được dịch bệnh này không ạ? Ai cũng mong muốn là chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh, đúng là như vậy. Kể cả những người bị rồi, và cái mong muốn đó muốn thành hiện thực, tất cả chúng ta phải làm được. Trong khi chờ đợi vaccine phủ, nếu có một người làm sai thì có khả năng sẽ thêm vài người bị nhiễm virus. Và nhiều người làm sai thì sẽ rất nhiều người nhiễm virus. Và nhất nhiều người bị nhiễm virus như vậy thì chúng ta sẽ trả giá bằng những cái chết, những cái bệnh nặng, những cái tốn kém của những người ở cùng nguy cơ. Nên cái chính bây giờ đó, trong thời gian chờ đợi vaccine, chúng ta phải hiểu là chúng ta có khả năng là một nguồn lây tiếp theo nếu chúng ta không thực hiện đúng. Nhưng chúng ta cũng sẽ là một cái thành viên chặn virus lại, đừng cho lây xa thêm nếu chúng ta thực hiện đúng. Nếu chúng ta là một người an toàn với virus, nếu cả nhà chúng ta là người an toàn với virus, nếu cơ quan chúng ta tất cả là người thì chắc chắn là lúc đó xã hội an toàn. Dạ, vâng. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về những chia sẻ về ngày hôm nay ạ.